Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hải Châu tổ chức hội nghị phản biện xã hội dự thảo đề án xây dựng đô thị khu vực trung tâm theo hướng văn minh, xanh, bền vững giai đoạn 2020-2025. Hội nghị đã giới thiệu tổng quan về đề án xây dựng đô thị khu vực trung tâm theo hướng văn minh, xanh, bền vững giai đoạn 2020-2025. Theo đó, mục tiêu chính của đề án là tăng cường mảng cây xanh trong đô thị, tăng cường quản lý trật tự đô thị, tạo cảnh quan đô thị văn minh và nâng cao ý thức người dân. Bên cạnh đó, đề án cũng nêu ra một số vấn đề hiện trạng về cảnh quan trên địa bàn quận và đưa ra các giải pháp cụ thể. Tại hội nghị, các đại biểu đồng tình với mục tiêu phát triển của đề án để tập trung giải quyết các vấn đề về cải tạo chỉnh trang lại mặt tiền các công trình mặt phố, hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan và trật tự vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng công cộng, qua đó xây dựng bộ mặt hạ tầng quận Hải Châu phát triển ngày càng đồng bộ, hiện đại. Ngoài ra, các đại biểu cũng đưa ra một số góp ý, đề xuất về dự án như thay cây xanh đồng bộ, tạo điểm đậu xe tại các khu đông dân cư, thay loại gạch lát vỉa hè đảm bảo an toàn cho người đi đường.